đến nơi đây, nơi hiện diện của một chiếc máy vĩ đại có tên là InFlight Libero. Chào mừng các bạn đến với THOL Gym Center quận 9. Vô thang máy nhấn tầng số 3 để đến nơi đây, nơi hiện diện của một chiếc máy vĩ đại có tên là InFlight Libero, hay nói khác là T-Baro mà chế máy. Cái máy này nó sẽ rẻ hơn rất nhiều so với cái máy 70 triệu bên đây. Nó chỉ có 50 triệu thôi. Made in USA, dòng máy Pro Performance Plus nha các bạn. Đây InFlight Libero, InFlight Libero. Dễ thôi. Này không có gì để chỉnh hết á, leo lên tập thôi. Leo lên tập thôi. Ok. Nhưng mà nào nó sách tạ nó hơi đánh giá cao anh á. Lấy ra ông nội. Mấy cái máy này là cái máy nó không phải là freeway, ông dưới ông giật lên, ông tập mạnh được. Ông chơi cái máy này ông quất vô 5 cục ai chịu nổi ba. Ba cục thôi. Có hai vị trí đứng, muốn đứng vị trí nào cũng được. Đúng không? Cái máy này là tập nhẹ vừa. Tập nhẹ vừa nha các bạn, không có cần phải tập nặng. Ây da. Kéo lên. Tôi phân tích cho bạn cái giá trị đây. Cái máy này nhất cái khung nó cứng, nó tập nó không có lắc. Cái thứ hai á, thiết kế nó vừa phải, nó không quá lớn, nó thô, nó làm cho phòng xấu. Cái thứ ba đó, nó có miếng đệm cao su ở đây nè. Đệm cao su chứ không phải là một cái thanh sắt vô hồn. Đúng không các bạn? Phụ huynh chúng ta nói là sao? Đó, dao đâm thịt thì đau, mà thịt đâm thịt nhớ nhau suốt đời. Đúng chưa? Mà các bạn nghĩ nếu mà cái này cây sắt mà đúng cho cây sắt khác nghe keng keng keng, hai cây bị hư hết. Nó mà bây giờ Mỹ đế á, nó tính hết rồi. Cái này rất là mềm. Bạn thả vô một cái, bạn thả vô một cái. Nè là em quay anh làm nhẹ một cái này nha. Thả vô một cái. Nè không, vô này không. Nè, thả vô. Đó. Thả vô. Rồi, cái tiếp theo nó là cái gì? Cái vị trí chốt này nó rất là mượt mà, rất là im. Rồi cái thứ tiếp theo nữa đây nhí nhám, nó ma sát tốt không bị trượt chân. Quạt trần hai cái máy lạnh 5 ngựa, mỗi con 5 ngựa, hai con 10 ngựa, nó tản cái lạnh đi đều phòng. Cái này nó quan trọng. Không lạnh cục bộ về cúm thấy bà luôn, đúng không? Nó không có cái này nó không tản được. Nó ví dụ như giờ á, các em nào gần máy lạnh tập em ở xa, còn cái này nó quạt đều hết. Nói chung hãy làm quen với thấy đó là gym đi nha. Tất cả những gì Di thiết kế đều có ý đồ và dựa trên sự research lâu năm. Ủa nãy phải đứng đây không ta? Không biết nữa. Chân để chân dưới, chân cao gì cũng được. Dưới đây cũng được, đây cũng được, tùy. Nhẹ quá. Lên em. Hai cục. Đúng không? Vậy hồi trước anh la nó quang đúng không? Yes. Hồi trước anh la nó quang đúng không? Mấy cái máy này là cái máy nó không phải là freeway, ông dưới giật lên, ông tập mạnh được. Ông chơi cái máy này, ông quất vô 5 cục ai chịu nổi ba. Nhưng mà thôi giờ làm lính làm lát phải chịu, thế giờ sao vậy? Anh vô anh tập la quá, chạy trên tập hết rồi em. Hồi nãy anh bị má anh đi la có vài cái, sợ quá chạy trên tập hết trơn rồi. Đây. Hồi chơi vậy thôi, máy này chơi vậy được rồi mấy em. One more không? Không one more đổi máy. Đổi đi đúng không? Máy này cũng có gì hết trơn á, nó chỉ có 50 triệu thôi à. 50 triệu thì quay ít chút, 70 quay nhiều chút. Tập lưng thôi. Cơ ăn là gì? Nguyên lưng tay hết. Xô căn bản bài đạo như nhau. Ăn nguyên lưng tay. Nói chung vậy mà nói về máy xô á thì trung tâm của Di có khoảng rất là nhiều máy. Các bạn tập đông được đó. Để cho bạn có sự trải nghiệm. Dùng máy này tháng tập một lần thôi chứ đâu thiết à.
ủa thứ tư tuần trước thấy nó tập máy này rồi, thứ tư tuần này vô tập máy này nữa, thứ tư tuần sau nữa vô tập máy này nữa. Vậy thì bạn không có sử dụng hết công suất của THOL Gym Center. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Hãy đến trung tâm THOL Gym Center của Duy Nguyễn, vô thang máy nhấn số 3, đến với những khu VIP đẳng cấp dành cho gymmer thứ thiệt. Đó là tầng Liberate và Barbell. Hãy cùng Duy Nguyễn đến Hall Gym để khám phá, trải nghiệm những series máy tập đẳng cấp hàng đầu hành tinh. City Full Run 400 triệu. Và đây là chiếc máy mắc tiền nhất của này, 300 triệu. Thiên đường tạ thẻ phi quay. Chiếc máy 130 triệu. Power Rack 2M Half Rack đẳng cấp thế giới. Ah!